Chào mừng đại gia đình mua nhà đã đến với kênh YouTube Nhà đất Bá Hưng bán nhà Gò Vấp Tân Bình. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một siêu phẩm nhà đẹp giá rẻ tại trục đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 14 quận Gò Vấp, sát bên với ngã tư đường Phạm Văn Chiêu và đường Quang Trung nha. Một căn nhà với diện tích ngang 7 sâu 7 m, rất là rộng, công nhận đủ 49 m vuông đất và giá tiền chỉ có 3 tỷ 380 triệu đồng thôi. Giá vô cùng rẻ nha quý vị. Căn nhà rất đẹp. Thiết kế một trệt một lầu, sẽ có 3 phòng ngủ rất là lớn luôn. Và có hai vệ sinh, có phòng khách, phòng bếp. Đường trước nhà là con đường xe ba gác nha, đường 3 m, đường cụt nha quý vị. Con hẻm nội bộ. Chúng ta sẽ có một lớp cổng sắt phía bên ngoài và có rèm cửa tặng full nội thất khoảng tầm 200 triệu đồng. Nhà mình chỉ có giá bán chỉ có 3 tỷ 380 triệu thôi, một căn nhà ngang tới 7 m. Ốp sàn gạch 60, gạch bóng kính và tặng lại sofa kèm với tủ quần áo và bàn ăn. Căn nhà rất đẹp, thiết kế hiện đại và xây mới hoàn toàn năm 2022 nha. Giá bán chỉ có 3 tỷ 380 triệu đồng thôi. Nhà hướng chính là hướng Bắc, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là Đông Tứ Trạch. Được tặng bộ bàn ăn 4 ghế ở đây, bộ tủ bếp gỗ An Cường có chạy đèn LED và nhà thì công nhận đủ không lộ giới nha anh chị. Bên hông thì có khu vực để tủ lạnh và máy giặt. Căn nhà này có phòng ngủ dưới trệt nha. Toàn bộ bố trí giường to cả, giường đệm lớn cả nha anh chị. Phòng rất rộng do nhà này diện tích lớn và nhà vuông. Có tủ bếp chạy, tủ tường chạy đèn LED luôn. Một căn nhà giá rất là học sinh nha, cực kỳ rẻ ưu đãi luôn. Anh chị cô chú nào muốn mua, chúng ta hãy nhanh tay gọi ngay về tới Nhà đất Bá Hưng và có thể hỗ trợ ngân hàng phải tầm được 2 tỷ rưỡi nha anh chị. Anh chị cứ cần hơn 1 tỷ tiền mặt là có thể sở hữu ngay được căn nhà đẹp này rồi. Hơn 1 tỷ tiền mặt sở hữu ngay căn nhà đẹp. Ngang rộng tới 7 m, rất là rộng rãi, rất là thoáng luôn. Dưới gầm cầu thang chúng ta có nhà vệ sinh và bồn rửa tay được đặt bên ngoài. Cầu thang thì đúc rộng tầm 80, ốp đá hoa cương, tay vịn gỗ sồi và lan can sử dụng là sắt sơn trắng nha. Di chuyển lên trên lầu thì ở dưới thì sẽ có nhà vệ sinh rất là lớn nha, bồn cầu khối inox hết luôn, gạch ốp cao lên đụng trần. Hai phòng thì chung một nhà vệ sinh và hai phòng thì được chia làm hai bên, phòng rất rộng nha. Nhà mình xây dựng hết đất luôn, tặng lại giường 1m8 kèm với nệm, tủ quần áo và kệ tivi, ốp sàn gạch giá gỗ nha. Một căn nhà giá rẻ chỉ có 3 tỷ 380 triệu đồng thôi, hướng chính Bắc. Bên ngoài chúng ta cũng có ban công để phơi đồ và cửa lùa. Nhà phòng rất là rộng luôn nha quý vị. Do nhà mình xây dựng hết đất và ngang tới 7 mét, sâu 7 mét nên là phòng rất rộng, rất là thoáng luôn. Chỉ thiếu mỗi máy lạnh thôi nha. Nhà đã có hết nội thất rồi, thiếu mỗi máy lạnh thôi. Anh chị cô chú nào quan tâm hãy alo ngay. Giường toàn bộ là giường 1m8 kèm với nệm dày. Phòng rất đẹp, có ốp gạch lên tường. Nhà có 3 phòng ngủ mà giá chỉ có 3 tỷ 380 triệu. Bây giờ chúng ta kiếm trên thị trường không còn ở đâu. Quý chị nào muốn mua hãy nhanh tay gọi ngay về tới Nhà đất Bá Hưng. Và căn nhà rất là tuyệt vời luôn, giá cực kỳ rẻ nha. Và video của em đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.